Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ giúp em học sinh lớp 9 giải bài tập phần phương trình quy về phương trình bậc 2. Các bài tập hôm nay là bài tập 34, 37 và 38 trong sách giáo khoa. Bài 34, giải các phương trình trùng phương. Câu A, x mũ 4 - 5x bình cộng 4 bằng 0. Với phương trình trùng phương x mũ 4 - 5x bình cộng 4 bằng 0 thì ta dùng phương pháp đặt ẩn phụ. Nếu ta đặt ẩn phụ t bằng x bình, điều kiện là t lớn bằng 0 thì ta được phương trình là t bình phương - 5t cộng 4 bằng 0. Phương trình bậc 2 ẩn t này có hệ số a bằng 1, hệ số b bằng âm 5, hệ số c bằng 4. Thì phương trình này có dạng đặc biệt. A cộng b cộng c bằng 1 cộng âm 5 cộng 4 bằng 0, nên t1 bằng 1. T2 bằng c trên a bằng 4 phần 1 bằng 4. Cả hai nghiệm t này đều thỏa điều kiện t lớn bằng 0. Với t bằng t1 bằng 1 thì ta có x bình bằng 1. Điều này tương đương với x bằng cộng trừ 1. Với t bằng t2 bằng 4 thì ta có x bình bằng 4, tương đương với x bằng cộng trừ 2. Ta gọi phương trình x mũ 4 - 5x bình cộng 4 bằng 0 là phương trình 1. Thì đến đây ta sẽ trả lời là vậy phương trình 1 có 4 nghiệm. X1 bằng 1, x2 bằng trừ 1, x3 bằng 2 và x4 bằng trừ 2. Ta sang phần B, phương trình 2x mũ 4 - 3x bình trừ 2 bằng 0. Với phương trình này chúng ta đặt ẩn phụ t bằng x bình. Điều kiện là t lớn bằng 0. Ta được phương trình 2t bình phương - 3t - 2 bằng 0. Phương trình này có hệ số a bằng 2, hệ số b bằng âm 3 và hệ số c bằng âm 2. Ta tính biệt thức delta bằng b bình trừ 4ac bằng âm 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với 2 nhân với trừ 2 bằng 9 cộng với 16 bằng 25 lớn hơn 0, và căn của delta bằng căn của 25 bằng 5. Vì delta lớn 0 nên cái phương trình bậc 2 ẩn t nó có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là t1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a thì bằng 3 cộng với 5 chia cho 2 nhân với 2, kết quả bằng 2. T2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a thì bằng 3 trừ đi 5 phần 2 nhân với 2, kết quả bằng trừ 1 phần 2. Kinh nghiệm T1 bằng 2 lớn hơn 0 cho nên nó thỏa điều kiện T lớn bằng 0. T2 bằng âm 1 phần 2 thì không thỏa điều kiện T lớn bằng 0, cho nên kinh nghiệm T2 ta loại, chỉ còn kinh nghiệm T1 ta thay thôi. Thay trở lại là với T bằng T1 bằng 2 thì ta có x bình bằng 2. Điều này tương đương với x bằng cộng trừ căn 2. Cái phương trình 2x mũ 4 - 3x bình - 2 bằng 0 ta gọi nó là phương trình 2. Ta trả lời là vậy phương trình 2 có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là nghiệm x1 bằng căn 2 và nghiệm thứ hai là x2 bằng - căn 2. Ta sang phần C, giải phương trình 3x mũ 4 cộng 10x bình cộng 3 bằng 0. Đây là phương trình 3. Phương trình 3 này ngoài cách giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ thì chúng ta còn có một cái cách giải đặc biệt. Cô sẽ hướng dẫn bằng cách này bởi vì cái cách giải bình thường thì chúng ta đã biết theo ở hai phần A và phần B rồi. Ta với phương trình này thì ta lập luận như sau. Ta có 3x mũ 4 lớn bằng 0 với mọi x thuộc R, 10x bình lớn bằng 0 với mọi x thuộc R, còn 3 thì lớn hơn 0. Do đó 3x mũ 4 cộng 10x bình cộng 3 lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Vậy phương trình 3x mũ 4 cộng 10x bình cộng 3 bằng 0 vô nghiệm. Là có thể ghi tập hợp nghiệm là tập hợp rỗng. Ta sang bài tập phần luyện tập. Bài 37, giải phương trình trùng phương. Câu A là 9x mũ 4 - 10x bình cộng 1 bằng 0. Ta gọi đây là phương trình 1. Đặt ẩn phụ t bằng x bình, điều kiện t không âm. Ta được phương trình 9t bình phương trừ 10t cộng 1 bằng 0. Phương trình này có hệ số a bằng 9, hệ số b bằng âm 10, hệ số c bằng 1. Phương trình có dạng đặc biệt a cộng b cộng c bằng 9 cộng với âm 10 cộng 1 bằng 0. Nên t1 bằng 1, t2 bằng c trên a bằng 1 phần 9. Nghiệm t1 bằng 1 ta chọn vì thỏa điều kiện t lớn bằng 0. Nghiệm t2 bằng 1 phần 9 cũng chọn vì thỏa điều kiện t lớn bằng 0. Với t bằng t1 bằng 1 ta suy ra được x bình bằng 1. Điều này tương đương với x bằng cộng trừ 1. Với t bằng t2 bằng 1 phần 9 thì ta suy ra x bình bằng 1 phần 9, tức là x bằng cộng trừ 1 phần 3. Vậy phương trình 1 có 4 nghiệm. X1 bằng 1, x2 bằng trừ 1, x3 bằng 1 phần 3, x4 bằng trừ 1 phần 3. Ta sang phần B là 5x mũ 4 cộng 2x bình trừ 16 bằng 10 trừ x bình. Phương trình này tương đương với phương trình 5x mũ 4 cộng với 2x bình trừ 16 trừ 10 cộng x bình bằng 0, ta thực hiện chuyển vế. Phương trình này tương đương với phương trình 5x mũ 4 cộng 3x bình trừ 26 bằng 0. Đây là phương trình trùng phương, ta đặt ẩn phụ t bằng x bình, điều kiện t không âm. Thì ta được phương trình 5t bình phương cộng 3t trừ 26 bằng 0. Hệ số a bằng 5, hệ số b bằng 3, hệ số c bằng âm 26. Lúc này ta đi tính biệt thức delta bằng b bình phương trừ 4ac bằng 3 bình phương trừ đi 4 nhân với 5 nhân với âm 26 bằng 9 cộng 520 bằng 529 lớn hơn 0. Cả
căn bậc 2 của delta bằng căn bậc 2 của 529 bằng 23. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. T1 bằng -b cộng căn delta trên 2a bằng -3 cộng 23 chia cho 2 nhân với 5. Kết quả bằng 2. T2 bằng -b trừ căn delta trên 2a thì bằng -3 trừ 23 trên 2 nhân với 5 bằng -2,6. T1 bằng 2 chọn vì thỏa điều kiện T lớn bằng 0, còn T2 bằng -2,6 thì loại vì không thỏa điều kiện T lớn bằng 0. Vậy chúng ta thay trở lại. Với T bằng T1 bằng 2 thì ta suy ra x bình bằng 2. Điều này tương đương với x bằng cộng trừ căn 2. Ta đánh số phương trình B là phương trình số 2. Vậy phương trình 2 có hai nghiệm. X1 bằng căn 2 và x2 bằng trừ căn 2. Ta sang phần C. 0,3 x mũ 4 cộng 1,8 x bình cộng 1,5 bằng 0. Thì chúng ta thấy phương trình trùng phương này có các hệ số A, B, C là các số dương, cho nên chúng ta thực hiện giải theo cách đặc biệt là nhanh nhất. Đó là ta có 0,3 x mũ 4 lớn bằng 0 với mọi x thuộc R, 1,8 x mũ 2 lớn bằng 0 với mọi x thuộc R, còn 1,5 thì lớn hơn 0. Do đó 0,3 x mũ 4 cộng 1,8 x bình cộng 1,5 lớn hơn 0. Vậy phương trình 3 vô nghiệm. Tập hợp nghiệm của phương trình là tập S là tập rỗng. Trước khi vào bài tập 38, các em hãy vui lòng tặng cho cô một like. Nếu em nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Tiếp theo ta sang bài 38 trang 56. Giải các phương trình. Câu A. x-3 tất cả bình phương cộng với x+4 tất cả bình phương bằng 23-3x. Để giải phương trình này chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc. Mỗi dấu ngoặc là một cái hằng đẳng thức. x-3 tất cả bình phương nó bằng x bình phương trừ đi 6x+9. Cộng với x+4 tất cả bình phương nó là x bình phương cộng với 8x+16. Ta thực hiện chuyển vế 23 và -3x sang vế bên trái thì đồng thời đổi dấu bằng -23 cộng với 3x. Kết quả bằng 0. Tương đương với chúng ta thực hiện thu gọn thế đa thức ở vế trái. X bình phương cộng x bình phương là 2x bình phương. -6x cộng 8x thì còn cộng 2x, cộng 2x với cộng 3x là cộng 5x. Cộng 9 cộng 16 là cộng 25. 25 mà trừ đi 23 thì còn cộng 2 bằng 0. Chúng ta đã đưa phương trình này về dạng phương trình bậc 2. Có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng 5, hệ số C bằng 2. Ta tính delta bằng B bình phương trừ đi 4AC bằng B là 5 bình phương trừ đi 4 nhân A là 2 nhân C cũng là 2 thì bằng 25 trừ cho 4 x 2 x 2 thì là 4 x 4 bằng 16 bằng 9 lớn hơn 0. Căn delta thì bằng căn của 9 bằng 3. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình chúng ta đánh dấu là phương trình số 2, còn phương trình ban đầu là phương trình số 1. Nên phương trình 2 có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm x1 bằng -b cộng căn delta trên 2a bằng -b là -5 cộng căn delta là 3 chia 2a là 2 nhân với 2. -5 cộng 3 thì còn -2 trên 2 nhân với 2. Ta thực hiện rút gọn đi, chia cả tử và mẫu cho 2 được -1/2. Còn x2 thì bằng -b trừ căn delta trên 2a bằng -5 trừ đi 3 chia cho 2 nhân với 2. -5 -3 là -8 chia cho 4 thì được -2. Vì phương trình 2 có hai nghiệm là -1/2 và -2 thì phương trình 1 tương đương phương trình 2 nó cũng có hai nghiệm như vậy. Do đó chúng ta trả lời là vậy. Phương trình 1 có hai nghiệm. x1 bằng -1/2 và x2 bằng -2. Tiếp theo ta sang phần B. Phương trình là x⁻³ cộng với 2x bình phương trừ đi mở ngoặc tròn x⁻³ tất cả bình phương bằng x⁻-1 tất cả thừa số với x bình trừ cho 2. Để giải phương trình ở phần B, chúng ta cũng thực hiện bỏ các cái dấu ngoặc. Ở vế trái ta có x⁻³ cộng với 2x bình phương. Ta thực hiện khai triển hằng đẳng thức trừ đi x⁻³ tất cả bình phương thì bằng x bình phương trừ đi 6x cộng với 9 bằng. Ở vế bên phải chúng ta thực hiện phép nhân đa thức với đa thức. X nhân với x bình phương là x⁻³. X nhân với -2 là -2x. -1 nhân x bình phương là -x bình phương, -1 nhân -2 là cộng 2. Bước tiếp theo chúng ta vừa thực hiện bỏ dấu ngoặc vừa thực hiện chuyển vế thì ta được x⁻³
cộng với 2x bình phương trừ đi x bình phương cộng với 6x trừ đi 9 trừ đi x mũ 3 cộng với 2x cộng với x bình phương trừ cho 2 thì bằng 0. Ta thực hiện thu gọn. X mũ 3 mà trừ đi x mũ 3 thì triệt tiêu. Còn lại 2x bình phương trừ x bình phương còn 1x bình phương lại cộng x bình phương lại là 2x bình phương. Hoặc chúng ta hiểu là cộng trừ x bình phương thì triệt tiêu thì vẫn còn lại là 2x bình phương. Cộng 6x cộng 2x là cộng 8x. Trừ 9 trừ 2 là trừ cho 11 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng 8. Vì B chẵn cho nên chúng ta tính B phẩy bằng 8 chia 2 là 4 và hệ số C bằng âm 11. Ta tính biệt thức delta phẩy bằng B phẩy tất cả bình phương trừ cho AC bằng B phẩy là 4 bình phương trừ đi A là 2 nhân với C là âm 11 bằng 4 bình phương là 16, âm 2 nhân âm 11 là cộng 22. Kết quả bằng 38, lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình, ta cũng gọi phương trình bậc 2 là phương trình 2, còn phương trình đầu là phương trình 1. Nên phương trình 2 có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B phẩy cộng căn delta phẩy trên A bằng trừ B phẩy là trừ 4 cộng căn delta phẩy là căn của 38 chia cho A là chia cho 2. X2 bằng trừ B phẩy trừ căn delta phẩy trên A bằng trừ 4 trừ đi căn của 38 chia cho 2. Vì hai phương trình 1 và 2 tương đương với nhau, do đó chúng ta trả lời vậy. Phương trình 1 có hai nghiệm. Nghiệm x1 bằng trừ 4 cộng căn 38 chia cho 2 và nghiệm x2 bằng trừ 4 trừ căn 38 chia cho 2. Ta sang phần C. X trừ 1 tất cả mũ 3 cộng 0,5x bình bằng x nhân với x bình cộng 1,5. Ta thực hiện giải phương trình này như sau. X trừ 1 tất cả mũ 3, ta phân tích theo hàng đẳng thức A trừ B tất cả lập thì bằng x lập phương trừ đi 3x bình phương cộng với 3x trừ cho 1 cộng với 0,5x bình phương bằng, ở phía phải ta thực hiện bỏ dấu ngoặc bằng cách nhân đơn thức với đa thức, bằng x lập phương cộng với 1,5x tương đương với, chúng ta thực hiện chuyển vế phải sang vế trái thì ta được x lập phương trừ đi 3x bình phương cộng với 3x trừ đi 1 cộng 0,5x bình phương trừ x mũ 3 trừ 1,5x bằng 0. Ta thực hiện thu gọn các số hạng đồng dạng ở trên vế trái thì ta thấy x mũ 3 trừ x mũ 3 triệt tiêu. Còn lại là trừ 3x bình cộng 0,5x bình thì nó ra trừ 2,5x bình. Cộng 3x trừ 1,5x thì còn là cộng 1,5x. Số hạng tự do là trừ 1 thì bằng 0. Như vậy thực hiện thu gọn phương trình thì ta được trừ 2,5x bình cộng 1,5x trừ 1 bằng 0. Ta thực hiện nhân cả hai vế của phương trình này với trừ 2 thì ta được trừ 2,5x bình phương mà nhân với trừ 2 thì được 5x bình phương. Trừ đi 3x cộng với 2 thì bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 5, hệ số B bằng âm 3, hệ số C bằng 2. Ta thực hiện tính biệt thức delta bằng B bình phương trừ 4AC bằng âm 3 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với 5 nhân với 2 bằng 9 trừ đi 40. Kết quả là âm 31 nhỏ hơn 0. Vì delta nhỏ hơn 0 nên phương trình 2 vô nghiệm, do đó phương trình 1 vô nghiệm. Vậy tập hợp nghiệm của phương trình 1 là tập S bằng tập rỗng. Ta sang phần D. X thử số với x trừ 7 tất cả trên 3 trừ 1 bằng x trên 2 trừ đi x trừ 4 tất cả trên 3. Đây là phương trình 1. Chúng ta thực hiện quy đồng khử mẫu hai vế của phương trình thì mẫu thức chung là 6. Vậy ta có được thừa số phụ của cái số hạng thứ nhất là 2 nhân với x trừ 7 trừ đi 1 nhân 6 là 6 bằng 3x trừ đi 2 thừa số với x trừ 4. Ta thực hiện bỏ dấu ngoặc tương đương với 2x nhân x là 2x bình phương trừ đi 7 nhân 2 là 14x trừ đi 6. Chuyển vế trừ 3x trừ 2 nhân với x
thành trừ 2x chuyển vế thành cộng 2x. Trừ 2 nhân trừ 4 là cộng 8 chuyển vế thành trừ 8 bằng 0. Phương trình này tương đương với phương trình 2x bình phương trừ 14 trừ 3 là trừ 17x cộng 2 thì còn trừ 15x. Trừ 6 trừ 8 là trừ 14 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng âm 15, hệ số C bằng âm 14. Ta tính biệt thức delta bằng B bình phương trừ 4AC bằng âm 15 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân với 2 nhân với âm 14 bằng âm 15 bình phương là 225 trừ 4 nhân với 2 nhân trừ 14 thì thành cộng 112. Kết quả bằng 337 lớn hơn 0. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình số 2 có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. Trừ B là 15, cộng căn delta là căn của 337. Chia cho 2A là 2 nhân với 2. Bằng 15 cộng với căn bậc 2 của 337 phần 4. Tương tự như thế, X2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A. Bằng 15 trừ đi căn bậc 2 của 337. Chia cho 2 nhân 2 bằng 15 trừ căn của 337 tất cả trên 4. Ta trả lời là vậy, phương trình 1 có hai nghiệm. X12 bằng 15 cộng trừ căn bậc 2 của 337 tất cả trên 4. Ta sang phần E. Phương trình là 14 trên x bình trừ 9 bằng 1 trừ đi 1 trên 3 trừ x. Thì đây là phương trình có chứa ẩn ở mẫu, do đó chúng ta phải có điều kiện xác định. Điều kiện xác định là điều kiện làm cho mẫu khác không. Tức là x bình trừ 9 khác không và 3 trừ x khác không. Thì 3 trừ x là một thừa số của x bình trừ 9. Do đó x bình trừ 9 khác không thì ta có x khác cộng trừ 3. Phương trình này tương đương với 14 trên x trừ đi 3 thừa số với x cộng 3 bằng 1 trừ đi 1 trên 3 trừ x, ta thực hiện đổi dấu thành cộng với 1 trên x trừ 3. Vậy lúc này mẫu thức chung là x trừ 3 thừa số với x cộng 3. Ta quy đồng khử mẫu cả hai vế thì ta được phương trình hệ quả sau. Là suy ra 14 thì bằng 1 nhân x trừ 3 nhân x cộng 3 là x bình trừ đi 9 cộng với thừa số phụ là x cộng 3, cho nên nó cộng với x cộng 3 nhân 1 là x cộng 3. Ta thực hiện chuyển vế, chuyển tất cả sang vế phải thì ta được x bình phương trừ đi 9 cộng với x cộng với 3, số 14 chuyển vế sang vế phải thành trừ 14 bằng 0. Tương đương với, ta thực hiện thu gọn phương trình là x bình cộng với x trừ 9 cộng 3 thì còn trừ 6, trừ 6 trừ 14 là trừ 20 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 1, hệ số C bằng âm 20. Ta tính biệt thức delta bằng B bình phương trừ 4AC bằng 1 bình phương trừ đi 4 nhân với 1 nhân với âm 20 bằng 1 cộng với 80 bằng 81 lớn hơn 0. Căn thức bậc 2 của delta bằng căn bậc 2 của 81 bằng 9. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. X1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. Trừ B là trừ 1, cộng căn delta là cộng 9. Chia 2A là 2 nhân 1. Thì kết quả là 9 trừ 1 còn 8, chia 2 được 4. X2 bằng trừ B trừ căn delta chia 2A bằng trừ 1 trừ 9 chia cho 2 nhân với 1. Trừ 10 chia 2 được trừ 5. Hai cái giá trị X1 bằng 4, X2 bằng âm 5 này đều thỏa điều kiện xác định x khác cộng trừ 3. Vậy phương trình 1 có hai nghiệm, x1 bằng 4 và x2 bằng âm 5. Ta sang phần F. Phương trình là 2x trên x cộng 1 bằng x bình trừ x cộng 8 trên x cộng 1 thừa số với x trừ 4. Thì đây cũng là phương trình có chứa ẩn ở mẫu, do đó chúng ta có điều kiện xác định. Đó là x khác trừ 1 và x khác 4. Ta thực hiện quy đồng khử mẫu thì mẫu thức chung là x cộng 1 thừa số với x trừ 4. Do đó ta được phương trình sau khi quy đồng khử mẫu là 2x
nhân với x trừ 4 bằng x bình phương trừ x cộng 8. Bỏ dấu ngoặc, ở vế trái 2x nhân x là 2x bình phương trừ đi 8x. Chúng ta thực hiện chuyển vế phải sang thành trừ x bình cộng x trừ 8 bằng 0. Thực hiện thu gọn vế trái của phương trình 2x bình trừ x bình thì còn x bình, trừ 8x cộng 1x còn trừ 7x, rồi trừ 8 bằng 0. Phương trình này có a bằng 1, hệ số b bằng âm 7, hệ số c bằng âm 8. Phương trình bậc 2 ẩn x này có dạng a trừ b cộng c bằng 1 trừ đi trừ 7 thành cộng 7 và cộng với âm 8 bằng 0. Nên x1 bằng trừ 1, x2 bằng trừ c trên a bằng trừ của trừ 8 chia cho 1 bằng 8. X1 bằng trừ 1 thì vi phạm điều kiện xác định x khác trừ 1 cho nên nghiệm này bị loại. Còn x2 thì chúng ta chọn vì thỏa điều kiện. Ta trả lời là vậy phương trình 1 có một nghiệm là x bằng 8. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho nhiều bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.